Hello mọi người, à, ngày hôm nay quý vị sẽ sự trở lại của Quỳ My xem lét cũng như là mẹ của Quỳ My quý vị. Chào. Dạ. Hello mọi người, chào đón mọi người đã quay trở lại YouTube của Cha Rồng và anh Sài Gòn Cô. Dạ. Không có cam. Không có cam rồi. Dạ. Rồi mời 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 người ta vô xem lét. À. Hello chị. Vô đi vô. Dạ, ngồi ngồi vô đây chơi cũng được nè cô, ngồi đây chơi. Bữa nào à, bữa nào về à? Trời ơi, đi hôm qua về rồi. Sáng là mới tôi biết phải đi Sóc Trăng gặp bà Mười Điện. Dạ, trời ơi. Vô đây mẹ. Vô đi cô. À, kính thưa quý vị, mẹ Quỳ My. Mẹ Quỳ My và Quỳ My đây quý vị, hai mẹ con đẹp giống nhau. Mẹ mẹ thì đẹp, con thì đẹp. Dạ cũng đẹp. Ê, bà còn trẻ, bà sang lắm nha. Dạ. Ồ, bà Quỳ My năm nay được nhiêu? 70 rồi. Dạ. 70 hả? Ồ, thì bây giờ mẹ Quỳ My làm cái gì? Mẹ Quỳ My về hưu rồi. Về hưu hả? Ở nhà. Ở trước đó công việc của mẹ làm cái gì? Mẹ... À, cái gì vậy? Cái đồ, gớt cái gì, gớt được chưa? Gớt. Còn mẹ Quỳ My hồi đó làm cái gì? Hả? Quỳ My đó cô giáo. Dạ. Cô giáo, dạ. Cô giáo dạy học hả? Dạy học, dạy thiêu với Mai. Trời ơi, thấy bây giờ về hưu rồi, mấy chị lớn rồi. Ở đó cô làm cô giáo hả? Mẹ làm cô giáo hả? Rồi từ ngày đẻ Quỳ My ra là hình như là nghe nghe cái chuyện đó, nó hơi bị buồn cái xíu cái gì. Ờ tự nhiên đẻ Quỳ My ra đi không được. Mà đẻ, bây giờ đẻ con trai ok mẹ ha, đẻ mi đi nữa xui. Con trai mà. Con trai không? Con trai. Trai hả? Còn. Thì mới muốn lấy vợ súng hả? Ống còn. Dễ thương quá quý vị. À, và đặc biệt hơn nữa thì mẹ Quỳ My vừa đẻ Quỳ My ra thì tay chân đi không được cái gì, tội nghiệp ghê không. Bây giờ là mẹ, nhưng mà mẹ không bệnh gì hết. Ờ, sức khỏe vẫn tốt. Nhưng mà chỉ có tay chân nó bị lẩm cẩm không mẹ? Đi hơi yếu một chút thôi. Nhưng mà tính ra mẹ hơi là mẹ vẫn đi tới đi lui được. Đỡ hơn có nhiều người, người ta không, người ta ngồi xe lăn luôn á. Mình cũng còn có phước mẹ ha. Nhưng mà tự nhiên là lúc đẻ ra bị co giật luôn vậy hả mẹ? Phải tình đi tình yếu á, hơi yếu chân chút chứ không có bị gì. Mà lúc mà mẹ mang bầu rồi Quỳ My thì có bị bác sĩ chẩn đoán bị gì không? Không. Bình thường, ai đẻ bình thường à? Đẻ thêm được mà. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà tự nhiên đẻ ra là đi không được. Các thi cũng có một người quen đó quý vị, chị đó chị bên Mỹ á. Chị vừa đẻ ra là chị đi không được luôn. Hình như là 100 người như có bị một người hai người vậy á. Đẻ ra là đi không được Quỳ My. Ừ. Khổ ghê không? Nhưng mà cái đó là cái giống như là mình trong cái cuộc sống mình á thì ai cũng có một dưới một cái nghiệp nhỏ vậy đó mẹ. Nhưng mà mình cũng tính đi tính lại mình cũng còn phước của ông bà để lại ha. Thì tính ra nói chung là cuộc sống của Quỳ My hiện giờ cũng cuộc sống á cái gì vậy? Cuộc sống của Quỳ My hiện bây giờ là có vất vả vô Quỳ My cũng nói chung cũng quen rồi thì tôi nhìn quen quen từ đó giờ rồi. Ý là bà chăm sóc cho mẹ có bị vất vả gì không? Không, quen rồi. Quen không? Không? Quen rồi. Mấy lúc bà mới đẻ ra là bà biết là, lúc bà đẻ ra thì không nói đi, rồi sau lớn cái bà biết là mẹ bà đẻ bị lý do đẻ bà ra bà mẹ mới bị gì vậy? Biết chứ. Biết, hả? Biết tại vì tình, nói chung là tình thương của cha mẹ mà. Nhất là tình thương của người mẹ dành cho người con rất là cao cả quý, không có gì mình đền đáp được. Và chính chính vì vì điều đó thì cuộc sống của Quỳ My đã quen rồi. Quen cái cuộc sống mẹ quá con coi từ xưa tới giờ rồi. À, ủa vậy là ba? Ba thì mới mất sau này. À, lúc đó ba mẹ vẫn ở chung? Ba mẹ vẫn ở chung. Ba thì thầy giáo thì cũng về hưu rồi. Rồi kính thưa quý vị nha. Khẳng định là quý vị một lần nữa, mẹ của Quỳ My là cô giáo, ba của Quỳ My cũng là cô giáo luôn, thầy giáo luôn, quên xin lỗi má ơi, là thầy giáo luôn quý vị. Nhưng mà nói chung là cái giống như là cái duyên nó chưa chọn á, cho nên mới vừa đẻ ra thì mẹ của Quỳ My lại gặp vấn đề khó khăn về cái chân cẳng đi không được. Nhưng mà lúc đó mẹ buồn không mẹ? Không buồn, thương con. Nhưng mà có
nhưng mà đẻ ra có bả rồi cũng an ủi đúng không, có Huệ My thì cũng an ủi phải không. Con của mẹ hôm nay có tên mới nên là Huệ My. Bye. Con của mẹ là Huệ My. Nói chung là kính thưa quý vị, khi mà cuộc sống ai cũng có một cái sự vấp ngã cũng như cái sự khó khăn hết, nhưng mà vấn đề là mình biết vượt qua cái khó khăn đúng đó. Rồi đúng rồi, vấn đề là mình biết vượt qua hay không thôi. À, và đúng mình rồi. Hoặc là mình biết chấp nhận nó hay không. Giống như là cuộc sống của mẹ là phải, mẹ bị khó khăn như vậy luôn, nhưng mà mẹ biết chấp nhận nó hay không, cái đó là mới gọi là mới quý. Biết sao không, tại vì nói thiệt luôn á, là có đi khám bác sĩ rồi, đi chụp MRI á quý vị, thì bác sĩ nói là bị chèn ép cái tủy ngực á, chèn mấy cái tủy xương sống á, mà nếu như mà mổ á thì là hồi xưa là mình còn nhỏ, tuổi nhỏ mà nguy cơ là có thể là đúng một sống một còn á, thì nói thôi giờ để gì đi, để gì mình lo cho mẹ đi, rồi cầu cứ cầu nguyện Chúa, rồi ở nhà quý biết đạo Chúa hả? Đạo Chúa nhà có đạo nên đúng, là cứ cầu nguyện rồi cái nhà hai con, mẹ nhà con cứ sống vậy đó, cứ đùm bọc nhau sống. Rồi hãy có một chút gì vui hay niềm vui á thì mình cũng san sẻ với mọi người. Nói chung là mình làm những cái việc âm thầm không ai biết hết, cứ vậy là vui rồi, đi đâu cũng có mẹ chân là vui rồi. Các Thi có đi vô lô tô, các Thi có đi diễn lô tô thì có thấy mẹ Quyền, có thấy Quyền My dẫn mẹ đi chơi hoài à, hầu như đi lô tô có hai mẹ con phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Rồi cũng có những người bạn xung quanh biết. Dạ. Rồi mẹ, cái vấn đề của mẹ đi tiểu tiện đi vệ sinh nó vẫn bình thường hả? Vẫn biết mình đi vệ sinh, vẫn biết bình thường không mẹ? Bình thường. Vậy là tốt quá, khỏe được cái này, khỏe đó. Không có bị gì hết, chỉ yếu hai chân thôi, sau này yếu hai chân cho thôi. Nên Quỷ My khuyên, nghe là nghe tôi khuyên Quỷ My phải lấy vợ đi, thì cũng có dự định đó chứ. Lấy vợ đi, thôi lấy sinh tại điệu đi. Nói chung là cái tại vì cái bữa nay các Thi tâm nhập gia đời riêng tư của Quỷ My tí xíu, hỏi thăm về cuộc sống để cho quý vị biết nhiều hơn về Quỷ My. Cũng có nhiều người trên Facebook khen bà là cũng là người tốt. Dạ. Nhưng có cái bà giỡn vẫn lầy quá. Đúng rồi, lầy quá, cho nên là mong các bạn thông cảm, hiểu cho Quỷ My nha. Thì mình có ý gì hết, chủ yếu là vui, là vui thôi. Dạ. Nhưng mà vậy là dễ thương quý vị. Giống như là các Thi vừa qua, các Thi đi với lại Quỷ My qua bên cô 10 điểm, thì riêng Quỷ My cũng có giống như thuê một chiếc xe, thì riêng Quỷ My cũng có đóng góp tiền vô để thuê chiếc xe đi xuống dưới để thăm cô 10 điểm. Cái này các Thi xin chia sẻ thiệt cho quý vị nha, con Quỷ My cũng đóng góp vô một chút đỉnh để thuê xe vô đi xuống dưới, và các Thi cũng có đóng góp vô, và tất cả YouTube cũng có người đóng góp vô nữa quý vị. Cho nên không riêng các Thi đâu, cho nên khi mà đóng góp xuống dưới để gặp cô 10, cô Liễu 10 điểm, thấy rất là quý cô. Và nhìn đi nhìn lại cái thấy cuộc sống mình cũng còn nhiều cái đúng may mắn quá, may mắn. Cũng có nhiều người cũng đang gặp khó khăn về cuộc sống, cũng như là họ lận đận vào cái đường công việc làm của họ. Giống như cô Liễu cũng khó khăn lắm quý vị, phải đi chạy dừa, hồi tách dừa, dậu cực lắm quý vị ơi. Có Thi thấy tận mắt là có Thi thấy rất là cực, nhưng mà thấy cô cũng rất là dễ thương. Và bản thân của các Thi cũng nói lại Quỷ My á, cố gắng sống thật là khỏe mạnh để còn sức để lo cho mẹ, để cho mẹ lo chăm tuổi già. Cái mẹ giống như mẹ chăm tuổi già rồi mẹ đi theo mẹ đi về với ơn trên, thì lúc đó mẹ cũng Quỷ My cũng không có nuối tiếc được ha. Tại vì 100 tuổi là thấy tuổi cao rồi mẹ ha. Được rồi, sống đúng 100 tuổi được rồi ha. 30 năm nữa lúc đó Quỷ My sẽ lấy vợ và đẻ con. Rồi có cô gái nào mà đồng ý quen Quỷ My thì quý vị nhớ inbox qua Zalo Võ Tấn Phát, số điện thoại 0775-661-644. Đọc làm hoàng má. 0775-661-644. Dạ, Quỷ My tuyển vợ mà vợ bánh bèo luôn quý vị nha. Có ai mà muốn lấy Quỷ My thì quý vị nhớ là liên hệ qua Zalo của Võ Tấn Phát. Quỷ My chơi vậy thôi chứ thật sự không phải là cái gì đâu nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị. Yeah. Quý vị nhấn like và đồng hành với lại Bánh Tráng Trộn Diva tại 4D2 đường Hàng Dương Vương. Dạ. Và cuối cùng thì Quỷ My cũng như là mẹ Quỷ My cũng gửi lời cảm ơn đến các bạn. Nếu các bạn có dịp rảnh ghé thì ghé thăm Quỷ My cũng như ghé thăm chị Cát Thi ở đây ở số 42 An Dương Vương, quận 6 thì các bạn. Mẹ có nói gì không? Biết gì đó. Thôi chúc các bạn buổi tối quý vị, xin nói thiệt của mẹ Quỷ My sinh năm 93 mà.
Dạ 93 Quế My sinh năm 93 nha quý vị nha. Quế My sinh năm 93 nha. Tính tình kìa. Trời ơi. Chứ mày nhảy nhiều. Mẹ lúc đó mẹ đẻ Quế My mẹ có vú khí đá không? Sao nó già quá vậy? Vú khí đá là vú mấy cái trái cây á. Trời ơi mấy hồi đó người ta làm trái cây quý vị ta hay bỏ vú khí đá vô á. À, qua ngày mai là mấy cái trái cây nó chín hết. Trái cây sống cái nọ mà chín không kịp á mẹ. Mà mình không biết cái đó. À, mẹ không biết cái đó không? Nhưng mà mấy con chị? Nói giỡn vậy thôi chứ thật sự Quỷ My già thiệt á mẹ. Ngồi kế bên mẹ tưởng em mẹ không á. Đúng quá quý vị. Cảm ơn quý vị luôn luôn đồng hành bánh nhân chậu Diva, mong mọi người nhớ nhấn like và ủng hộ.